Và hôm nay tiếp tục tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm cũng rất là đặc biệt mà chúng tôi đã sản xuất. Bản thân tôi cũng đã theo đuổi nó trong hơn 8 năm qua, đó là cái phân trùng quế. Vậy phân trùng ở đây có gì đặc biệt? Thì phân trùng quế ngoài cái việc chúng ta bón rốt cho cây thì chúng tôi còn chế biến, đó là giảm ẩm, sàn mịn và nén viên tan chậm như thế này, để chúng tôi có thể là cung cấp cho những người trồng rau hoặc là những người trồng hoa, cây kiểng, bonsai ở khu vực thành phố, đô thị, để chúng ta có thể là một cái dạng dinh dưỡng tan chậm mà rất là an toàn của sức khỏe, không mùi và rất là giàu dinh dưỡng và vi sinh vật có lợi. Đây là túi zip giấy thể tích khối lượng là 1 kg với giá rất là ưu đãi và tốt cho quý khách hàng. Và về cái chất lượng thành phần thì đây là phân trùng nguyên chất 100% nha mọi người, chúng tôi không bổ sung phụ gia và bất cứ thành phần nào khác ngoài cái vi sinh vật bản địa, tức là cái vi sinh vật mà chúng tôi tự sản xuất để bổ sung và cân bằng độ ẩm để ép thành viên. Còn về công dụng thì nó sẽ hạn chế và phòng một số bệnh về rễ cho cây, cũng như là kháng được một số loại nấm virus có hại, bởi vì phân trùng nó có rất là nhiều vi sinh vật có lợi trong này. Ngoài ra, ngoài cái vấn đề vi sinh vật có lợi ở trong này thì phân trùng quế cũng có rất là nhiều vi sinh và dinh dưỡng như là nitơ, kali, silic, canxi, magie, lưu huỳnh cũng rất là tuyệt vời để chúng ta có thể bón cho cây, đặc biệt là những cái dòng cần dinh dưỡng tăng chậm như hoa, hoa lan, cây kiểng hay là bonsai. Thì về cách sử dụng thì chúng ta sẽ khoảng tầm 1 đến 2 nấm, tùy vào cái chậu của chúng ta là lớn hay nhỏ, chúng ta sẽ bóc một nấm khoảng tầm 15 đến 20 viên phân, chúng ta rải trên bề mặt và phủ lại một lớp đất hoặc là phủ cái lớp xơ dừa hạt than cũng như là vỏ thông lại, chúng ta xịt ẩm thì cái dinh dưỡng trong phân trùng nó sẽ tan từ từ qua và cây sẽ hút. Đó là cái hướng dẫn sử dụng của cái phân trùng. Đây là cái bịch khối lượng là 1 kg. Ngoài ra thì chúng tôi còn có một cái bịch cái khối lượng là 500 gram phù hợp cho những người trồng một ít cây kiểng hay là kiểng lá trong nhà hay là một vài chậu hoa. Và đặc biệt là chúng tôi còn có một cái sản phẩm đi kèm, đó là cái chai gừng Eanadam dung tích là 100 ml. Đây sẽ là cái combo rất là tuyệt hảo để chúng ta có thể kết hợp gừng Eanadam phun xịt làm lành vết thương cho cây, thực phẩm chức năng cho cây giúp cây khỏe chắc và kháng bệnh về rễ và một số loại sâu hại trên lá. Và cái phân trùng thì chúng ta bón lót bón trên chậu giúp cây phát triển bộ rễ kháng được một số loại nấm bệnh gây hại ở đường bộ rễ, và khi mà chúng ta kết hợp combo thế này thì rất là tuyệt vời, một loại xịt phun và một loại là bón lót dạng rắn, và giá thành cũng sẽ rất là tuyệt vời. Nếu như mọi người có nhu cầu thì xin hãy mạnh dạn liên hệ comment số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ từng tư vấn và cung cấp sản phẩm theo hình thức ship code trên toàn quốc để chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này và làm cho ngôi vườn của chúng ta có thể nên xinh đẹp và nhiều hoa trái hơn. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.